Quý vị thân mến, đọc sách báo về Đại tướng Lê Trọng Tấn có đoạn tổng kết về ông trong một bài viết mà chúng tôi rất tâm đắc. Cuộc đời ông đã có mặt hầu hết ở các chiến trường nóng bỏng và đã chỉ huy hàng trăm trận đánh trên cả hai miền Nam Bắc. Hai trận đánh, hai mốc son lịch sử đã kết thúc hai cuộc chiến tranh với quân đội viễn chinh Pháp, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, mở ra kỷ nguyên mới, hòa bình, thống nhất, độc lập và tự do của dân tộc. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, hai trận đánh xứng đáng hai lần anh hùng. Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, quê quán ở xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ năm 1944, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhập ngũ năm 1945. Ông được phong hàm đại tướng vào năm 1984. Không thể kể hết công trạng quá dài của ông, người ta chỉ có thể ghi nhận điều cốt yếu. Ông luôn được tin cậy để giao nhiệm vụ, gây dựng nền móng ban đầu cho những công việc hệ trọng và mới mẻ. Không chiến trường nào không lưu dấu chân của ông từ Bắc, Trung, Nam. Không cuộc chiến tranh nào, dù chống Pháp, chống Mỹ, chống bọn diệt chủng Pol Pot hay bảo vệ biên giới phía Bắc, lại không cần đến tài năng quân sự của ông. Từ vai trò hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân cho đến viện trưởng viện khoa học quân sự, giám đốc học viện quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng, ông là người thầy xứng đáng cho những sĩ quan thế hệ sau. Nhưng đáng nói hơn, ông là tướng cầm quân và là tư lệnh của tất cả những chiến dịch lớn nhất, quan trọng nhất trên các chiến trường quyết định. Từ miền Đông Nam Bộ như Bình Giã, Đông Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, đến chiến dịch Đường Chín Nam Lào, mặt trận Trị Thiên mùa hè 1972, tư lệnh cánh quân Duyên Hải, giải phóng Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là vào Sài Gòn sớm nhất mùa xuân năm 1975. 70 tuổi, Đại tướng Lê Trọng Tấn vẫn khoác áo lính ra trận. Người đánh hiệp đồng binh chủng ít ai bằng. Truyền thống hiếu học của gia đình là nền tảng căn bản khiến Đại tướng Lê Trọng Tấn, dù ở môi trường nào cũng ra sức học hành, tiếp thu kiến thức. Ông đã học qua trường hạ sĩ quan của Pháp, nhờ thế áp dụng được vào thực tế cách mạng khi phụ trách quân sự của Ủy ban Khởi nghĩa Hà Đông vào thời điểm tháng 8 năm 1945. Về sau, trong các năm từ 1954 đến 1957, ông tự học về nghệ thuật quân sự ở Trung Quốc. Năm 1961, ông học ở Học viện Quân sự Voroshilov ở Liên Xô, đến năm 1963 thì tốt nghiệp. Kiến thức quân sự vững chắc đi kèm với tài chỉ huy của ông là cơ sở của ý kiến cho rằng tướng Tấn là người đánh hiệp đồng binh chủng ít ai bằng. Ví dụ điển hình là chiến dịch Trị Thiên năm 1972 mà ông là tư lệnh. Đây là trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, triển khai thành 4 cánh quân với sự tham gia của các binh chủng xe tăng, pháo binh, tên lửa, đặc công, hóa học. Kết quả quan trọng mà chiến dịch này đem lại đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris vào năm 1973, chấm dứt sự dính líu của Hoa Kỳ và Việt Nam. Thế nhưng trong đời tướng Tấn không phải khi nào cũng là chiến thắng. Câu chuyện năm 1972 ở Thành Cổ Quảng Trị là một điển hình. Dù hạ được Quảng Trị, nhưng sau đó tên tướng Ngô Quang Trưởng của quân Ngụy đã ép ngược trở lại rồi giành lấy Thành Cổ Quảng Trị. Đó là vào ngày 13 tháng 6 năm 1972, Nguyễn Văn Thiệu quyết định mở cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị mang mật danh Lam Sơn 72. Để chắc thắng, Nguyễn Văn Thiệu đã huy động 4 sư đoàn mạnh nhất, trong đó có toàn bộ sư đoàn dù và sư đoàn lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng cơ động chiến lược. Đồng thời, điều Trung tướng Ngô Quang Trưởng, một viên tướng được kỳ vọng nhiều nhất trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, làm tư lệnh quân khu 1 quân đoàn 1. Ngày 14 tháng 6 năm 1972, địch bắt đầu mở cuộc hành quân, tái chiếm lại Quảng Trị. Đây chính là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là mùa hè đỏ lửa với sự huy động hỏa lực lớn chưa từng có. Mở màn cuộc hành quân Lam Sơn 72, sáng ngày 28 tháng 6 năm 72, dưới sự chi viện của Không quân và Hải quân Mỹ, các sư đoàn chủ lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ồ ạt tiến công sang bờ Bắc sông Mỹ Chánh, thực hiện cuộc hành quân tái chiếm lãnh thổ. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 72 diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Bom đạn đã phá hủy hoàn toàn thị xã Quảng Trị. Thành Cổ cũng bị phá nát hoàn toàn. Các chốt quan trọng như Long Quang, nhà thờ Chi Biu, ngã ba Long Hưng, ngã ba Gầu Gia là những nơi mà quân giải phóng bất chấp hiểm nguy, gian khổ để đập tan các đợt phản kích của địch. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này.
Ngày 16 tháng 9 năm 1972, quân ta chủ động rút khỏi thành cổ Quảng Trị sau khi đã gây tổn thất nặng nề cho địch. Tuy nhiên, 3 năm sau, Đại tướng Lê Trọng Tấn trả lại mối hận ở Quảng Trị bằng chiến thắng tên tướng Ngô Quang Trưởng ở mặt trận Huế và Đà Nẵng. Đó là câu chuyện về năm 1975 trong chiến dịch mùa xuân. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975. Trận then chốt thứ hai trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75. Chính tướng Lê Trọng Tấn khi ở vị trí Phó Tổng Tham mưu trưởng là người đã trình bày bản dự thảo kế hoạch chiến lược này vào hồi tháng 9 năm 1974. Vào những ngày cuối của chiến dịch Tây Nguyên, ta đã phát hiện ra địch chuẩn bị rút bỏ tuyến phòng thủ Quảng Trị và có khả năng là rút bỏ cả Huế, co cụm lực lượng về giữ Đà Nẵng. Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2 nhanh chóng mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sớm hơn dự kiến. Đồng thời với việc chuẩn bị khẩn trương, toàn diện cho công cuộc giải phóng Sài Gòn. Ngay khi chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, quân và dân ta đã triển khai chiến dịch Huế-Đà Nẵng. Trận quyết chiến chiến lược thứ hai của tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75. Bộ Tư lệnh chiến dịch bấy giờ, đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng được chỉ thị làm tư lệnh nhưng lại đang ở Hà Nội. Đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh quân khu 5 làm chính ủy nhưng lại đang chỉ huy tác chiến ở Quảng Nam nên phải hội đàm qua vô tuyến điện. Đà Nẵng lại là một căn cứ liên hợp quân sự lớn thứ hai miền Nam của địch. Sau thắng lợi của quân giải phóng ở cả hai đầu Huế và Tam Kỳ, tàn quân Sài Gòn co cụm về đây nâng tổng số quân lên đến 75.000 quân. Viên tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật đang hô hào tử thủ và y tính toán rằng đối phương sau khi thu quân ở Huế có tổ chức đánh Đà Nẵng thì cũng phải mất đến một tháng. Đồng chí Võ Chí Công lúc bấy giờ là bí thư khu ủy, kiêm chính ủy quân khu 5, sau này trong hồi ký, trên những chặng đường cách mạng cũng viết là lúc ấy, ông nghĩ cũng phải mất một tháng để chuẩn bị đủ lực lượng hình thành thế trận, nhiều hướng tiến công mới giải phóng được Đà Nẵng. Với tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn, dù đã xác định tinh thần phải đánh dứt điểm trong thời gian sớm nhất, nhưng khi thông qua quyết tâm, được Tổng Tư lệnh hỏi: "Thời gian dự kiến đánh dứt điểm là bao lâu?" Ông báo cáo: "Xin cho được 7 ngày." Nhưng không được Đại tướng đồng ý, ông lại xin còn 5 ngày. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh: "Chỉ 3 ngày thôi." Thấy Tư lệnh Lê Trọng Tấn còn do dự chưa dám nhận, Đại tướng nổi nóng: "Nếu không phải anh là tư lệnh thì tôi đã ra lệnh rồi." Ngày 27 tháng 3 năm 1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh chỉ thị qua bức điện: "Tình hình Đà Nẵng rất khẩn trương, cần có những biện pháp đặc biệt nhanh chóng tiến công địch, bỏ qua những mục tiêu dọc đường, đánh thẳng vào Đà Nẵng nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất với những lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất." Tướng Tấn đành chịu nghe lệnh cấp trên. Và đúng là ông đã giải phóng Huế Đà Nẵng chỉ trong vòng 3 ngày thật. Lý do Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho tư lệnh chiến dịch phải giải phóng Đà Nẵng trong 3 ngày vì khi đó ta đang trên đà thắng lợi, địch tập trung co cụm về Đà Nẵng, dù quân số đông nhưng tinh thần hoang mang rệu rã, chưa củng cố được trận địa, biên chế, chưa có được sự hỗ trợ từ nơi khác. Nếu quá 3 ngày, địch sẽ rút quân về phía Nam và Sài Gòn. Ta không còn thời cơ tiêu diệt sinh lực địch, tạo nên khó khăn lớn, ta phải chiến đấu kéo dài. Phương châm tư tưởng chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Tinh thần trên đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch truyền xuống chỉ huy các cánh quân. Ngay trong ngày 27 tháng 3, ở hướng Bắc, lực lượng Sư đoàn 325 của quân đoàn 2 sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ từ Phú Gia đến Lăng Cô, chặn đường rút quân của địch, liền vượt đèo Hải Vân, nhanh chóng đánh tuyến phòng thủ Thủy Tú, Nam Ô, cảng Phú Lộc rồi phát triển vào thành phố. Vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 3, hơn 30 khẩu pháo các cỡ của quân giải phóng được triển khai cấp tốc bắn trực chỉ vào các căn cứ quân đội Sài Gòn tại thành phố Đà Nẵng. Ở hướng Tây Nam, phát hiện trinh sát chiến đấu của quân giải phóng, Lữ đoàn 369 Thủy quân Lục Chiến đã bỏ núi Sơn Gà về giữ tuyến trong. Khi quân giải phóng đánh chiếm quận Lị Ái Nghĩa và sân bay Nước Mặn, tấn công căn cứ Hòa Cầm và tòa thị chính thành phố, Lữ đoàn 369 Thủy quân Lục Chiến tiếp tục lùi về An Đông, Mỹ Khê và đã bị hợp vây. Đến 17 giờ cùng ngày, binh lính Sư đoàn 3 bộ binh tan chạy khiến lực lượng Thủy quân Lục Chiến hở sườn và bị đánh vô hồi. Các đơn vị dưới quyền của tướng Ngô Quang Trưởng không còn chỉ huy được binh lính,
3.000 tân binh tại trại huấn luyện Hòa Cầm đã nổi dậy phá doanh trại, ra hàng quân giải phóng hoặc bỏ về nhà. Trong ngày 28 tháng 3, việc di tản người Mỹ và nhân viên người Việt tại Đà Nẵng diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là việc rút quân của các đơn vị Sài Gòn còn sống sót ra các tàu hải quân xảy ra trong sự hoảng hốt cao độ. Binh lính thì dã ngũ nổi loạn, cố sức thoát ra hoặc vơ vét cái gì đó để có thể kiếm được trong khoái lạc bắn giết và cướp bóc. Các tướng tá thì đang hoạch định các chuyến bay để bí mật trốn thoát. Tướng Ngô Quang Trưởng đã họp khẩn cấp các đơn vị nhằm ban hành một số biện pháp vãn hồi trật tự và tái trang bị đơn vị di tản, nhưng không còn đủ quân tác chiến để thực hiện kế hoạch. Số quân nhân xung vào các đơn vị tác chiến không đủ để bù và thiệt hại do cuộc triệt thoái gây ra. Nhiều sĩ quan chỉ huy đơn vị bỏ trốn, sư đoàn 1 không quân được lệnh di tản về Phù Cát và Phan Rang. Mặc dù quân đoàn 1 ban lệnh ứng chiến tại các tuyến phòng thủ, nhưng chiều ngày 28 tháng 3 năm 75, các xã ấp quanh Đà Nẵng đã lọt vào tay quân giải phóng. Lực lượng địa phương quân, nghĩa quân tan rã, binh sĩ các binh chủng dã ngũ rời đơn vị, phi trường căn cứ hải quân bị pháo kích rất dữ dội. Trước tình thế đó, tướng Ngô Quang Trưởng vội báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu và gọi cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xin được di tản bằng đường biển. Và thế là đến 22 giờ tối ngày 28 tháng 3 thì ra lệnh bỏ Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3, hồi 5 giờ 55 phút sáng, cứ điểm phòng thủ vòng ngoài cuối cùng của quân đội Sài Gòn phía Nam Đà Nẵng đã bị quân giải phóng đánh chiếm. Đến 6 giờ 30, các cụm chốt trên đèo Hải Vân của quân đội Sài Gòn bị tiêu diệt. Quân giải phóng đã tràn xuống đánh chiếm kho xăng Liên Chiểu, cầu Nam Ô, cầu Trịnh Minh Thế, mở đường cho xe tăng tiến ra bán đảo Sơn Trà và quân cảng Tiên Sa. Sương mù bao phủ dọc theo đường bờ biển, ngoài khơi, các tàu di tản đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng thủy chiều thấp, không vào được bờ nên quân đội Sài Gòn đã phải lội ra biển dưới làn pháo của quân giải phóng để di tản. Khoảng 6.000 lính thủy quân lục chiến, 3.000 lính sư đoàn 3 bộ binh và lính của những đơn vị khác lên được tàu cùng với dân di tản. Ở hướng Nam, quân giải phóng được tăng cường một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã đánh chiếm khu vực Bà Rén lúc 9 giờ sáng. Tướng Ngô Quang Trưởng lệnh cho sư đoàn 1 không quân dùng 4 phi đội A-37 đánh sập cầu Bà Rén và cầu Lâu, nhưng không cản được quân giải phóng vượt sông bằng xuồng, ghe, bè. Lúc 9 giờ 30 phút trước nguy cơ thua cuộc đã gần kề, tướng Ngô Quang Trưởng và các chỉ huy cao cấp của quân đội Sài Gòn còn lại tại quân khu 1 đã dùng trực thăng để ra tàu HQ-404 chạy trốn. Khoảng trưa ngày 29 tháng 3, lực lượng đi đầu của quân đoàn đã đến ngã ba Cai Lan. Ngay sau đó, vượt cầu Trịnh Minh Thế tiến thẳng ra Sơn Trà. Một lực lượng khác của quân khu 2 là sư đoàn 304 chia làm hai cánh, một từ phía Tây Nam đánh chiếm dãy Sơn Trà, thị trấn Ái Nghĩa, theo đường 14 đánh chiếm quận Lỵ Hiếu Đức, trường huấn luyện tân binh Hòa Cầm, rồi tiến xuống hội quân với trung đoàn 3 gia của sư đoàn 2 tại sân bay Đà Nẵng. Cánh còn lại ở hướng Tây Bắc tiến quân đánh chiếm Phước Tường, Hòa Khánh, sở chỉ huy sư đoàn 3 của quân Sài Gòn. Ở hướng Nam, lực lượng sư đoàn 2 của quân khu 5 tuy bị địch cho máy bay phá sập cầu Bà Rén và cầu Lâu nhưng vẫn nhanh chóng khắc phục, nhất là tại cầu Lâu đã được nhân dân huy động ghe thuyền, bè chuối lần lượt đưa gần 4.000 bộ đội qua sông. Cùng các trung đoàn 96 và trung đoàn 97, mặt trận Quảng Đà phát triển theo hai cánh. Một, vượt cầu Đỏ tiến thẳng vào trung tâm thành phố, đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn không quân và sân bay Đà Nẵng cùng với tòa thị chính, quân vụ thị trấn, đài phát thanh. Một cánh thì theo hữu ngạn sông Hàn tiến ra Sơn Trà chặn đường rút lui ra biển của địch. Đến 15 giờ ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng được hoàn toàn giải phóng. Các đơn vị quân giải phóng có thiết giáp đi cùng lần lượt tiến vào Đà Nẵng và trật tự được lập lại trong thành phố. Có gần 90.000 sĩ quan, binh lính quân đội Sài Gòn và nhân viên dân sự của Việt Nam Cộng Hòa không di tản được đã ra trình diện chính quyền quân quản. Như vậy là chiến dịch giải phóng Đà Nẵng đã diễn ra nhanh chóng, chỉ trong 32 giờ, đúng thời gian mà Đại tướng Tổng Tư lệnh đã chỉ thị. Trong những ngày ở Đà Nẵng, tướng Lê Trọng Tấn còn làm một chiến dịch âm thầm khác là ông đã cho người tổ chức tiến công giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa. Bây giờ là đi đến thời khắc quan trọng nhất, chiến dịch Hồ Chí Minh. Tướng Lê Trọng Tấn là tổng tư lệnh của cánh quân Duyên Hải nằm trong 5 cánh quân, đồng loạt đánh vào Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4. Vị trí của tướng Lê Trọng Tấn là phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm tư lệnh cánh quân phía Đông, gồm quân đoàn 2, quân đoàn 4, sư đoàn 3 để tấn công vào Sài Gòn. Theo kế hoạch ban đầu thì ngày 27 tháng 4 các hướng sẽ bắt đầu tiến, tuy nhiên thì tối ngày 24 tháng 4, bất ngờ tướng Lê Trọng Tấn đã gửi một bức điện đặc biệt về sau được đánh giá là quyết định chuẩn mực và có tầm nhìn để gián tiếp tạo nên chiến thắng sau này.
Ông đã điện xin cho quân đoàn 2 và quân đoàn 4 của mình được tiến công vào lúc 17 giờ chiều ngày 26, tức là tiến công trước 12 giờ. Lý do, cánh quân duyên hải này sẽ phải vượt qua hai con sông lớn là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nên nếu ngày 27 mới bắt đầu như kế hoạch với các cánh quân kia thì sẽ không kịp nổ súng. Dữ liệu đặc biệt quan trọng. Nếu các bạn biết rằng một trong những nguyên nhân gây thiệt hại trong chiến dịch Mậu Thân năm 68 là vì liên quan đến chuyện nổ súng không cùng lúc. Cách làm này của tướng Tấn đã khẳng định ông ra trận nắm rất chắc địa thế địa hình của chiến trường. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đồng ý ngay đề xuất của tướng Tấn ngay khi đọc xong bức điện. Trong đêm, ông đã gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn để thông báo. Và rạng sáng ngày 30 tháng 4, Thiếu úy Lê Văn Phượng và chiếc xe tăng 390 thuộc cánh quân phía đông của tướng Tấn đã húc đổ cánh cửa của Dinh Độc Lập. Định mệnh lịch sử lại một lần nữa gọi tên tướng Tấn. 21 năm sau khi bắt sống tướng Đờ Cát trên nóc hầm Điện Biên Phủ, vẫn là cánh quân của ông bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh. Hòa bình lập lại chưa được bao lâu, tiếng súng đã nổ ở biên giới Tây Nam khi Khmer Đỏ của Pol Pot được Bắc Kinh hậu thuẫn đã đánh phá các tỉnh biên giới. Vị tướng Trận Mạc và đức độ ấy lại một lần nữa được điều vào chiến trường khốc liệt nhất. Vị tướng của chúng ta với kinh nghiệm dày dặn và tài chỉ huy quân sự đại tài đã dàn quân tấn công trên toàn mặt trận, đẩy Khmer Đỏ lùi dần về phía Tây, giành chiến thắng nhanh gọn. Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc. Du cốt của Việt Nam lại phải về Tổng Hành Dinh, cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo và đẩy lùi quân xâm lược Trung Quốc. Đại tá giáo sư tiến sĩ Lê Đông Hải, nguyên viện trưởng Phân viện Kỹ thuật Quân sự phía Nam, là con trai duy nhất của Đại tướng Lê Trọng Tấn, vẫn không nguôi nhớ về những kỷ niệm về người cha của mình. Ông đã từng chia sẻ rằng: "Tiếng là cha con, nhưng tổng thời gian tôi được gần ông không quá 2 năm. Người gần gũi ông nhất chính là vợ ông, bà Nguyễn Thị Minh Sơn. Bà là người phụ nữ đảm đang, chăm chồng hết mực. Ngược lại, ông cũng tôn trọng và thủy chung trước sau như một với bà. Ông đi chiến trường liên miên, bà ở nhà tảo tần thay ông phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc con nhỏ. Đến khi ông đã là đại tướng, ủy viên trung ương đảng rồi, ở nhà bà vẫn còn nuôi lợn, trồng rau." Hòa bình trở lại trên mảnh đất Việt Nam, vị tướng Đức Độ trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng. Và vị tướng ấy không có nhà riêng, chỉ xin một căn nhà nhỏ dưới 30m² ở đường Cửu Long. Ông là tấm gương sáng Đức Độ, là người anh lớn thứ hai của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 1986, khi đang ăn cơm ở nhà số 36C Lý Nam Đế, thì bỗng nhiên tướng Tấn gục xuống bàn. Tướng Giáp từ 30 Hoàng Diệu chạy vội qua, răng cắn chặt đầy đau đớn. Tướng Tấn mất khi 72 tuổi. Thời ấy Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa bình thường hóa quan hệ. Vậy mà tạp chí New York Times đã dành hẳn một bài nói về cuộc đời ông, về vị tướng đặc biệt đã đánh bại chính họ trong ngày tháng 4 cuối cùng. Ngày ông mất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khóc rất nhiều. Khóc vì mất đi cánh tay phải của mình. Khóc vì người bạn chiến đấu qua bao năm lửa đạn đã ra đi. Trung tướng Trần Độ, một người gắn bó với Đại tướng Lê Trọng Tấn qua nhiều chiến dịch, khi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng đã nhận xét: "Anh Tấn ơi, anh đã sống rất đẹp. Cái đẹp ấy không phải chỉ ở chiến công, ở quân hàm đại tướng và ở những huân chương. Anh sống đẹp vì anh đã có tinh thần trách nhiệm cao, anh tận tụy hoàn thành các nhiệm vụ, anh được nhiều người yêu mến tin cậy. Anh không phải bực mình vì ai, không phải ghét ai, mà anh chỉ có tôn trọng và yêu thương. Cái đẹp ấy của cuộc đời anh để lại là quý giá vô cùng." Quý vị thân mến, Đại tướng Lê Trọng Tấn đột ngột từ trần ngày 5 tháng 12 năm 1986. Đồng chí, đồng đội và bạn bè quốc tế thương tiếc một vị tướng tài ba, đức độ. Báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba đang trên trang nhất tin buồn và khẳng định: "Việt Nam mất một người anh hùng." Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: "Đại tướng Lê Trọng Tấn, người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết." Nghệ sĩ nhân dân Tào Mạc khóc Đại tướng Lê Trọng Tấn bằng một bài thơ, trong đó có hai câu sau: "Chờ vơ dưới cửa 3.000 khách, lạnh lẽo trong lòng trục vạn binh."